Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập quỹ giai đoạn 2008-2023. Đến dự về phía Trung ương có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai Phan Diễn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng. Về phía thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Trong 15 năm hình thành và phát triển, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai thực hiện phương châm kết nối sức mạnh cộng đồng, phòng tránh thiên tai, đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp tài trợ 609 tỷ đồng, qua đó tài trợ xây dựng 122 công trình cộng đồng phòng chống thiên tai, 142 bể bơi học đường, 843 trạm đo mưa tự động, 16 tháp cảnh báo ngập lụt và 25 dự án cấp nước sạch cùng hàng ngàn công trình, dự án phòng tránh thiên tai thiết thực trên cả nước, để lại giá trị lâu dài với cộng đồng. Với tiêu chí đồng hành, sẻ chia, cùng chung tay giúp đỡ người dân, hướng đến cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã giúp người dân thay đổi biện pháp ứng phó thiên tai theo hướng thích ứng nhanh chóng và chủ động phòng tránh, xây dựng cuộc sống an toàn với thiên tai. Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu để làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối, đưa những tấm lòng nhân ái trong xã hội, kể cả của các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, đến với những người dân Việt Nam đang cần được sự giúp đỡ trước thiên tai. Kết nối cộng đồng ngày càng rộng rãi hơn nữa, đông đảo hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy hưởng ứng, đồng hành, ủng hộ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn nữa, để chúng ta cùng chung tay với nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời cảm ơn đến Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã hỗ trợ Đà Nẵng nhiều dự án tăng cường năng lực phòng chống thiên tai từ năm 2009 đến nay, gồm 7 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, 20 trạm đo mưa tự động, 3 trạm cảnh báo lũ tự động, 12 bể bơi phòng ngừa đuối nước và các hoạt động hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp khác. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng quỹ ứng phó với những ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu thời gian tới. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai trong triển khai các chương trình, dự án liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Đồng thời cũng kính đề nghị quỹ tiếp tục phát huy hơn nữa là vai trò cầu nối và tiếp tục đồng hành, chia sẻ với các địa phương cùng nhau hướng đến một môi trường sống an toàn, thân thiện và bền vững trong tương lai cho người dân. Nhân dịp này, tập thể Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho những đóng góp của quỹ vào việc nâng cao nhận thức và năng lực tự phòng tránh thiên tai ở các địa phương trong cả nước. Tại buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Bộ Nội vụ và của Hội đồng Quản lý Quỹ về việc công nhận ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời suy tôn ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ trở thành Chủ tịch danh dự của Quỹ.